Hello tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại có một tour đi khu vực Kyoto. Giờ thì là tầm hơn 7 giờ sáng mà mình bây giờ lại phải bắt đầu di chuyển lên ga Kyoto thôi. Ga Kyoto 45 lần. Dã man thật. Nhà mình lên đây cũng 25 cây, cũng không phải là gần. Hello mọi người, em đây. Sau khi gặp nhau tại ga Kyoto thì mình dẫn mọi người đến thẳng Kyomizu để thuê kimono, bởi vì mọi người thích thuê kimono trú ở Kyomizu trước xong mới đi các điểm tiếp theo ấy. Phải tranh, phải check, nhưng mà không thiếu người đâu chị ạ. Không thiếu người. Fan vây quanh ấy, fan vây quanh còn gì nữa. Có chụp ba không? Em chụp cho. Sau khi chụp ảnh chán chê và trả đồ xong thì mọi người bắt đầu di chuyển sang chùa Nghìn Cột. Từ chùa Kyomizu sang chùa Nghìn Cột thì nó cách nhau tầm khoảng 4 cây. Thay vì đi bộ hay đi tàu thì có thể thuê taxi với giá chỉ tầm khoảng 1 sen 2 tiền Nhật Bản thôi nhé. Lấy một cái để lấy hai người mỗi người cái. Thử xem cho cảm nhận. Có bột ớt không? Có. Bây giờ bao giờ nè? Hả? Có nghiện gắp cha không? Anh thấy đoàn nào đi cũng mấy ông bà nghiện gắp cha. Úi dồi ôi. Gắp cha hả? Gắp cha này này. Xong lại còn lắp cống. Ơi. Lắp cống của Nhật. Ơi anh uống rồi, anh đưa lắm rồi. Một tiền đây, có view đây. Thôi cái này được quá. Cái này 9 rồi đây. Không, nó chỉ có to thôi. Đây toàn bò là nhiều mà. Con mì ăn cái kiểu khá cả nướng á. Đây là takoyaki. Ừ, tí thích ra đồ này cũng được. Bánh đồng xô 100 yên làm sẵn này. Cái này nó làm sẵn rồi. Bánh mochi ở dưới kia thôi. Hết rồi em. Hết khu vực ăn uống rồi. Đây nhá, nó rất là hay nhá. Cái khu vực ở kia nhá là chỉ ăn trong cái dãy này thôi. Đi vào đây là không được ăn, không được vừa đi vừa ăn. Đấy. Đúng rồi, thứ nhất là không được ra, thứ hai là nó cấm ăn ở khu vực này.
tắm mát ở khu vực nội chùa luôn. Thành ra chúng ta khoan đi. Đẹp không? Đó kìa. À, thôi đi đâu? Đi. Đâu chị ấy đâu? Chị ấy quên rồi. Quên hay quên? Quên. Quên. Ừ, Umi. Cảm biết rồi. Trong lồng kính rồi chị đau đỏ. Đấy, giờ cứ đi thôi, cứ là chúng sống được tí thì chụp thôi, chứ còn dài ngoằng luôn. Nó là được một chiều đấy chị. Đi bộ 15 phút nữa. Em đoán từ trên dưới đây nên kêu bao nhiêu mét? Từ đầu vào ấy, dưới đầu ra. Không, từ đầu vào đến đầu ra của cái hàng này thôi. Ừ, em đi đến hết cuối em đoán từ bao nhiêu mét? 5 cây. Đấy, có 700 mét thôi. Đi 5 cây mà không gian nó hẹp như thế này có mà chết. Cái nhỏ nhỏ này hả? Ừ, anh nói nhỏ nhỏ thôi. Nó mốc nhiều quá. Cô đấy thay mới. Đang ở chùa mình cột chụp ảnh rồi ngắm cảnh chán thì mọi người bắt đầu lên tàu di chuyển để sang rừng trúc Arashiyama tại Kyoto. Hai điểm này thì cách nhau cũng hơi xa nên là đi cũng phải mất tầm gần 30 phút. Đoạn này thì mọi người đang di chuyển đến ga Arashiyama. Tất cả tới rồi này. Đây là ga Arashiyama đó. Ở đây cũng rất là đông. Bất kỳ ngày thường hay ngày lễ thôi. Ủa, chị không đi đâu à? Không đi không? Khi cái bức tường bay nhựa. Bộ này nhìn không thấy nổi nữa. Dễ bị lắm. Mình lên chỗ sáng sáng này một tí chụp này chị này. Chỗ sáng sáng một tí. Không có đèn đâu chị, đường này không có đèn đâu. Mình kiếm chỗ là sáng sáng mình chụp luôn. Uchiha này
Nhìn ra này khó làm quá. Tay tay cao hơn đi. Không, anh cao này không nổi. À, không nổi à? Ok, ok. Được chưa? Đấy, chống người luôn rồi. Ok. Nghịch quá trời, nghịch. Đấy, nó vừa báo đấy. Nó đang báo này, là cái chuyến 17:14 là bị chậm 10 phút. Xin lỗi mọi người, sự chậm trễ này đấy. Về nhà nhắn tin em nhá. Về rồi. Vào đi, vào đi. Vào đi và kiếm chỗ ngồi đi. まず新快速は終了です。高槻です。本日は高槻です。ご利用の客様、SB の到着へご乗車ください。後ろの車両を空いております。別れてご乗車ください。一方通行のお客様、